Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng. Không phải về vị tướng mà về một cái trang phục. Ngày mai sẽ ra mắt ở phiên bản Liên Quân Mobile, đó là ngày 16 tháng 11. Đó là skin, chắc mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Ok, bạn nào chưa đoán được thì mình sẽ bật mí luôn. Skin Lauria. Nè. Vâng, mọi người có thể thấy rằng đây là một cái trang phục thực dạng là nó hiệu ứng khá là chất nhất trong tất cả những trang phục Lauria đúng không ạ? Những trang phục khác thì nó chỉ có cái ở trong cái chế độ gọi là không được tiến hóa. Còn đây là cái trang phục mà đã được tiến hóa. Úi dồi ôi ngon. Bay lên trời, 6 cái cánh mọi người ơi. Trang phục mới này có 6 cánh nè. Rất là chất luôn, tao mà tung bay luôn, hai cánh đã bay ngập trời rồi. 6 cánh thì mới biết mức độ nào mà nó bay nữa chứ. Đây là trang phục Thánh Quang Sứ nha mọi người. Thánh Ân Ban Phước Chúng Sinh, Thánh Quang Thanh Tẩy Thế Gian, Thánh Âm Gột Rửa Tâm Hồn, Thánh Chỉ Lan Truyền Tin Lành, Thánh Đường Dẫn Đạo Niềm Tin, Thánh Sứ Hiển Lộ Thần Uy. Đây là trang phục mình nghĩ rằng là nó khá là đẹp. Trang phục này thì nó sẽ bán với giá gọi là 799 quân huy. Đó là cái skin nha. Còn nếu mà các bạn mua tướng cộng skin cộng kèm trang phục avatar sẽ được giảm 30%, đó là 939 quân huy, chỉ còn 939 thôi. Đó là tướng, skin và kèm khung avatar luôn. Mua cả bộ, chọn bộ ấy mọi người. Còn nếu mà các bạn có tướng rồi, các bạn có thể mua riêng skin này với giá 799 con huy. Đẹp không, mọi người thấy đẹp không? Trời ơi. Ok, thì mình sẽ điểm qua sơ qua trang phục này ha. Oh my god, vương miệng à. Không phải cái này nó đeo cái phước gì nhỏ. Chói lóa này, ánh sáng chói lóa này. 6 chiếc cánh, 6 cánh chim. Hai tay rất là uyển chuyện, đôi mắt màu xanh. Wow, rất là đẹp luôn, trang phục khá là đẹp. Ok, đây là hiệu ứng hình ảnh nha mọi người. Ôi ơi, 6 cái cánh luôn nè. Ủa thế cái trang phục bình thường là bao nhiêu cánh? 6 cánh mà. Ủa có 2 cánh à? Cánh gì vậy? Ủa có 2 cánh à mọi người ơi, 6 cánh luôn hả? Ôi dồi ôi. Cánh kim này nhỏ nhất rồi này. Ừ, cánh kim này càng ngày càng nhỏ. Càng về cuối càng cánh càng bự. Vãi. Mọi người thấy đẹp không? Trang phục đẹp không? Chất đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ test hiệu ứng kỹ năng rồi hiệu ứng biến về xem nó sẽ như thế nào nha. Ok, let's go, vào đấu luyện thôi. Tại vì cái trang phục này nó chưa mát ở bản chính thức, đâm ra mình không thể vào đánh hạng được. Mình sẽ cố gắng làm clip trong khi mà nó đánh hạng, khi mà vị tướng này ra mắt nhá. Không phải trang phục ra mắt, chứ vị tướng này ra mắt từ rất lâu rồi. Đã từ rất lâu rồi. Ok, mình cũng đang hồi hộp lắm luôn. Mình cũng mới nhận được cái trang phục này thôi, chứ thật sự ra mình cũng chưa thử nữa, chưa test nữa. Đây là lần đầu tiên mình test luôn đó. Wow. Chiêu cuối của Lauria cho phép nàng tung chiêu liên tục. Hãy bảo vệ nàng kỹ vào. Nâng cấp. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ test cho mọi người về cái hình như âm thanh hơi to phải. Ok, này mình nghĩ là hợp lý rồi đấy. To quá nó sẽ bị át cái tiếng của mình, như là nó sẽ xấu xí. Ok, đây là cái dáng đi. Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Ủa? Sao bên ngoài nhìn 6 cánh ở trong này còn có 3 cánh nhỉ? À còn có 2 cánh nhỉ? Phải không? Từ mình chỉnh camera gần đấy coi. Mọi người để ý kỹ thì nó không có dính vào nhau nha. Đó, mọi người thấy kỹ không? Thấy nếu mà để ý kỹ thì nó sẽ không có dính vào nhau. À, thấy không? Đó, 6 cánh nó rời ra riêng biệt luôn. Ok, mình sẽ test hiệu ứng kỹ năng chiêu 1 cho mọi người xem nha. Wow, con chim.
Chim bay, chim bay, chim bay. Chim một nè. Wow, chim rất đẹp nha. Chú cuối nè. Wow, lướt lên. Wow. Ủa, cái hiệu ứng kỹ năng của cái chiêu 2 này giống cái con của Lindis nhở. Nhìn nè. Giống, giống, giống mọi người ạ. Ôi, chiêu 1 đẹp thế. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá mọi người. Đánh thường cũng rất là đẹp luôn. Chiêu 1 đó nào, con chim nó bay để mình... Đây, ok, mình test thử con nào đứng xa xa nào. Con chim bay, chim bay. Chim rất đẹp, bay luôn. Ồ, cái skin này đánh thường cũng đẹp mọi người ạ. Nhìn nè, đó, ghê không? Quá. Theo mình nghĩ thì trang phục này nó mình rất là thích ở cái hiệu ứng đánh thường của nó. Ôi trời ơi, đẹp mãi cả lúa ra. Bây giờ mình sẽ test thêm hiệu ứng biến về xem nó sẽ như thế nào nha. Wow, có hiệu ứng biến về đâu mọi người ơi. Bay kìa, bay kìa. Có hai cái bóng ở bên cạnh kìa, bay kìa. Wow, hiệu ứng biến về đẹp phết nha mọi người. Nè. Bay. Đánh lòng. Đẹp rồi ạ. Có hai cái bóng kia nữa, hai cái bóng bên cạnh nữa mọi người ơi. Các bạn thấy trang phục này đẹp không? Ủa, mình bắt bất tử là cái con than nó cũng bất tử luôn hả? Vãi. Wow. Chói xóa luôn. Chói luôn mọi người ơi, chói xóa luôn, chói nắng luôn á. Ok, mọi người thấy trang phục mới của vị tướng Laurier thế này thế nào? Thế mình nghĩ thì trang phục nó về cái hiệu ứng hình ảnh thì mình thấy là khá là chất rồi này. Cái thứ hai là hiệu ứng kỹ năng cũng đẹp này. Cái thứ ba nó cả hiệu ứng biến về nữa cơ. Mà cái hiệu ứng biến về thì mình nghĩ rằng đây là một trang phục có hiệu ứng biến về khá là đẹp, dị nữa. Đó, phê. Nó có con này có phải hiệu ứng đánh thường đó mọi người ạ. Đánh thường này, đó không? Mọi người thấy đánh thường không? Đẹp không? Đánh thường đẹp không? Nè, đánh thường này, đó. Từ đứng xa xa ra than. Đó. Úi dồi ôi, đâm vào mông, phê. Hiệu ứng đánh thường của nó cũng khá là đẹp mọi người ạ. Quá, thấy không? Mọi người thấy hữu đánh thường thế nào? Đó. Nhưng mà mình thấy cái hữu đánh thường này nó khá là giống với cả cái chiêu của vị tướng đánh thường của vị tướng Lindis nhỉ? Mình thấy nó đúng không? Khá là giống nhỉ? Mình không nói là nó giống 100% nhưng mà thấy mình thấy nó giống cái kiểu đó tự tựa ấy. Đẹp, nói chung là trang phục này khá là chất. Mọi người thấy trang phục này thế nào?
cho mình biết cảm xúc của mọi người khi mà xem sơ qua về những cái tính năng của trang phục này, cho mình biết ở bên dưới phần mô tả, ý luận dưới phần bình luận của video. Cứ nhíp mày nha. Úi giời ơi thơm. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like để ủng hộ mình nhé. Chiêu cuối của nó thì thật sự của nó, mình nói thật luôn là chiêu cuối thật sự nó không đặc sắc cho lắm. Mình chỉ thấy chiêu 1 nó đẹp này. Đó, chiêu 2 thì cũng tuyệt vời này. Có cả hiệu nính thường, hiệu biến về này. Nhưng mà thật sự ra nó chiêu cuối nó không có đặc sắc cho lắm, không có gì là quá đặc biệt. Đó, mọi người thấy không? Chỉ có một màu vàng thôi. Với giá 799 quân huy thì mình nghĩ rằng đây là cái trang phục và xứng đáng để dành cho các bạn để thể sở hữu được cái trang phục này. Kể cả cái hiệu ứng mà lúc mà mình chọn tướng nó cũng khá là chất. Nó khá là giống những cái trang phục trong kho báu khác. Rồi, cái clip của mình về cái trang phục mới của vị tướng Laurie trong hình như là đêm nay sẽ ra mắt hay sao đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Mọi người nhớ cho mình ý kiến ở bên dưới video clip này về cái trang phục mới này sẽ như thế nào. Mọi người thấy giá của nó có thật sự là hợp lý không? Nó có quá rẻ không? Đấy, mấy trang phục khác như đẹp như thế này nó cũng nằm trong đá quý. Trang phục này mình thấy nó hơi rẻ. Các bạn thấy sao? Có đồng cảm với mình không? Đấy, có kẻ hiệu ứng biến về này. Đó, ngon nào? Wow, khoái lắm. Yeah, đẹp. Rồi, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Mình sẽ review những cái clip và sự kiện mới cho mọi người cùng biết sớm nhá. Cảm ơn mọi người, nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo khi mà mình ra clip mới, nó sẽ báo về điện thoại các bạn nha. Bye bye mọi người, bye bye.